À, xin chào mọi người hôm nay Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với các bạn Tử Vi thứ 6, ngày mùng 5 tháng 3 năm 2021 âm lịch là ngày 22 tháng giêng năm Tân Sửu ngày này là ngày nhâm tý tháng canh dần năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ canh tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc kim quỹ giờ tân sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc bảo quang giờ quý mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc ngọc đường giờ bính ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc tư mệnh giờ mậu thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thanh long giờ kỷ dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc minh đường Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc bạch hổ, giờ giáp thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thiên lao, giờ ất tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc nguyên vũ, giờ đinh mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc câu trận, giờ canh tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên hình, giờ tân hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc chu tước vài ngũ hành ngũ hành niên mệnh tang đồ mộc ngày nhâm tý tức can chi tương đồng thuộc thủy và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm tang đồ mộc kỵ tuổi bính ngọ canh ngọ ngày thuộc hành mộc khắc với hành thổ đặc biệt là tuổi canh ngọ mậu thân bính thìn thuộc hành thổ không sợ mộc ngày tí lục hợp với xỉu tam hợp với thìn và thân thành thủy cục xung với ngọ hình mão hại mùi phá dậu và tuyệt tỵ vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi giáp ngọ canh ngọ bính tuất bính thìn tuổi xung trong tháng tuổi nhâm thân mậu thân giáp tý giáp ngọ vài các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên đức hợp, tốt mọi việc, sao sinh khí, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, tu tạo, động thổ ma nền, trồng cây, sao nguyệt không, tốt cho việc sửa chữa nhà cửa, đặt giường, sao ích hậu, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao mạo thương, tốt về cầu tài lộc, khai trương. Mở kho, sao đại hùng xa, tốt mọi việc sao thanh long hoàng đào tốt mọi việc sao sát cống đại cát tốt mọi việc có thể giải được sao xấu trừ sao kim thần thất sát sao thiên thủy xấu mọi tốt mọi việc sao xấu trong ngày gồm có sao thiên ngục xấu mọi việc sao thiên hỏa xấu về lập nhà sao phi ma sát hay còn gọi là sao tai sát kỵ về giá thú nhập trạch sao lọ ban sát, kỵ về khởi công, động thổ. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng chính nam, tài thần hướng chính tây. Và sau đây, mời các bạn đón xem từ VGT 12 con giáp thứ 6 ngày mùng 5 tháng 3 năm 2021. Mà các bạn cùng theo dõi. đầu tiên mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ sáu ngày mùng 5 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tý xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có chính tài giúp sức, cái điều này làm cho bạn tuổi Tý đang có được một khoản tài lộc kha khá trong ngày. Đó có thể là thành quả từ những quyết định đúng đắn từ trước đó của bạn với bà tuổi tí hãy tiếp tục quyết đoán hơn nữa trong tương lai để những cơ hội đáng quý không bị vụt mất khỏi tầm tay bạn tuổi tí, bạn là người thông minh, nhanh nhẹ nhưng đôi khi lại còn cậu thả, chưa dành toàn bộ tâm huyết cho công việc. Tính cách này sẽ không được lãnh đạo đánh giá cao và khiến cho bạn khó có thể thăng tín trên con đường công danh, sự nghiệp với mình trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tý cũng đang gặp ngày có thủy khí vượng cho thấy bạn mệnh tuổi Tý cần phải giữ gìn sức khỏe đặc biệt là các bệnh về xương khớp ở người già và những người làm công việc ở bàn giấy bạn mệnh nên vận động vừa phải và không nên ngồi làm việc quá lâu một chỗ vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim sinh năm 1984 nhận được một khoản lời lại khả quan tử vi tuổi bính tý thuộc thủy sinh năm 1996 đưa ra được những quyết định đầu tư kinh doanh đúng đắn tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa sinh năm 2008 cần phải cẩn thận hơn khi giải quyết công việc được giao tử vi tuổi canh tý thuộc thổ sinh năm 1960 cố gắng làm việc để được lòng lãnh đạo. Từ vi tuổi nhâm tý thuộc mộc, sinh năm 1972, chú ý giữ gìn sức khỏe và vận động hợp lý hơn. Về đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 5, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Sửu thứ sáu ngày mùng 5 tháng 3 năm 2021. Ngày thứ sáu này với bạn tuổi Sửu xem tử vi cho chúng ta thấy là vận trình công việc của bạn tuổi Sửu trong ngày hôm nay đang tiến triển vô cùng là suôn sẻ nhờ có được tam hội phù trợ. Nhờ có những gợi ý hữu ích của cấp trên hoặc đồng nghiệp mà bạn tuổi Sửu đã tìm ra được phương án giải quyết vấn đề hợp lý. Bên cạnh đó, bạn tuổi Sửu luôn là người cẩn thận khi làm bất cứ công việc gì nữa trong cái mối quan hệ xã giao của bạn tuổi Sửu ngày này cũng có được sự hài hòa, giúp cho bạn mạnh gặp được người có cùng chí hướng với mình, hai người có những mục tiêu tương đồng, nếu cùng nhau cố gắng sẽ đạt được những thành tích rất đáng ngưỡng mộ. Ngày này với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp ngày có thổ khắc với thủy nhắc nhở bản mệnh tuổi sửu cần phải quan tâm và trò chuyện với nửa kia của mình nhiều hơn dường như bạn đã quá bận rộn với sự nghiệp công việc mà lờ đi những điều mà người ấy đang làm cho mình bạn tuổi sửu cũng nên hiểu rằng tình cảm thì quý giá hơn tiền bạc rất chi là nhiều về tử vi tuổi ất sửu thuộc kim sinh năm 1985 công việc tín nhiệm suôn sẻ thuận lợi. Tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy sinh năm 1997 được người đi trước giúp đỡ và giải quyết những khó khăn. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc họ sinh năm 2009 gặp được người có cùng chí hướng Từ vi tuổi tân sửu thuộc thổ sinh năm 1961 gặt hái được nhiều thành công tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc sinh năm 1973 quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn và đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi tỵ, tuổi dậu. Từ vi tuổi dần thứ sáu ngày mùng 5 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi dần xem tử vi cho chúng ta thấy là bà tuổi dần trong ngày này đang gặp ngày có thiên quan giáng họa cho nên bạn tuổi dần có thể sẽ phải đối diện với kẻ tiểu nhân trong ngày tiểu nhân sẽ tìm cách ngáng đường bạn khiến cho công việc của bạn tiến triển một cách chậm lại và khó khăn hơn bình thường Tuy nhiên, bạn tuổi dần, dù tình huống phải đối mặt có như thế nào đi chăng nữa, bạn cũng cần phải hết sức giữ bình tĩnh. Nếu kích động, hành động nông nổi thì tức là bạn đã rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân đã đặt ra. Bạn hãy tin rằng mọi việc đều có cách để giải quyết nó. Trong ngày thứ sáu này với bà tuổi dần lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho Mộc Vượng với bà tuổi dần là người lại biết chăm lo cho gia đình dù là nam hay là nữ. Bạn biết rằng việc xây dựng một gia đình hạnh phúc là việc của cả hai vợ chồng chứ không phải phụ thuộc vào riêng bất cứ ai. Tính cách này cũng giúp cho bạn tuổi dần là người sinh ra đã có sự quyến rũ trời cho về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy sinh năm 1974 chuẩn bị tinh thần gặp những điều không như ý tử vi tuổi bính dần thuộc họ sinh năm 1986 công việc tín trị chậm lại gặp nhiều khó khăn tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ sinh năm 1998 hãy lạc quan hơn khi nghĩ về tương lai. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mộc, sinh năm 1950, biết chăm sóc cho gia đình. Tử vi tuổi nhâm dần, thuộc kim, sinh năm 1962, có trách nhiệm với người thân. Và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm Năm sao, con số may mắn, số 1, số 2, giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi thìn, tuổi hợi. Từ vi tuổi mão, thứ 6, ngày mùng 5 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi Mão, xem tử vi cho chúng ta thấy là bà tuổi Mão đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọ mạo dậu, cho nên với bà tuổi Mão rất dễ gây mất lòng người khác, bản mệnh dễ đưa ra những quyết định thiếu đi sự chính xác vì không muốn nghe theo lời khuyên của bất cứ ai, quá tự tin vào khả năng của mình. Bên cạnh đó, với bạn tuổi mão, nếu muốn góp ý với người khác, bạn mệnh không nên quá lên án mạnh mẽ những lỗi sai sơ suất của người khác. Bạn hãy sử dụng những từ ngữ uyển chuyển hơn, tránh việc gây tổn thương cho người nghe. Trong ngày này với bà tuổi mão á, cũng đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng, may mắn là bản mệnh có được một người vợ hoặc là một người chồng rất tâm lý và luôn sẵn sàng lắng nghe tâm sự của mình. Vì vậy, bạn tuổi mão không nên giữ những điều khó chịu ở trong lòng mà nên giải tỏa ra cho tinh thần nhẹ nhõm hơn. Vài Tử Vi tuổi Ất Mão thuộc Thủy, sinh năm 1975, dễ gây mất lòng người khác. Tử Vi tuổi Đinh Mão thuộc Hỏa, sinh năm 1987, coi thường ý kiến của mọi người. Tử Vi tuổi Kỷ Mão thuộc Thổ, sinh năm 1999, chú ý cách ăn nói và cư xử của mình. Tử Vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, sinh năm 1951, có tài nhưng cần phải khiêm tốn. Từ vi tuổi quý mão, thuộc kim, sinh năm 1963, vợ hoặc là chồng, tâm lý và thấu hiểu. Về đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm, năm sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh nước biển, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi thìn, tuổi tốt. Từ vi tuổi thìn, thứ 6, ngày mùng 5 tháng 3 năm 2021. Ngày thứ sáu này với bạn tuổi thìn đó, xem tử vi cho chúng ta thấy là vợ trình của bạn tuổi thìn trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân tí thìn nâng đỡ cho nên với bạn tuổi thìn cảm thấy rất hăng hái mọi khi bắt tay vào làm bất cứ công việc gì tuy nhiên bạn tuổi thìn cần phải kiên trì hơn để duy trì sự hứng thú trong khoảng thời gian dài chứ không nên cả thèm chóng chán với bà Tử Thìn, bạn hãy nhớ rằng để thành công thì một khi đã quyết tâm làm bất cứ việc gì, bạn cũng nên cố gắng và kiên trì đến cùng, còn nếu như luôn bỏ dở mọi việc giữa chừng, bạn sẽ chỉ mang lại phiền phức cho người khác và chẳng bao giờ nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo nữa trong vận trình ngày này với bà tuổi thìn lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy bản mệnh tuổi thìn và nửa kia có thể sẽ xảy ra hiểu lầm trong ngày mọi khi có vấn đề xuất hiện với bà tuổi thìn cần phải bình tĩnh và dành thời gian nghe nửa kia giải thích chứ không nên chỉ nghe theo lời bàn tán vào ra của người ngoài về tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ sinh năm 1964 hàng hái mọi khi bắt tay vào công việc tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ sinh năm 1976 không nên bỏ cuộc giữa chừng tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc sinh năm 1988 nên rèn luyện tính kiên trì tử vi tuổi canh thìn sinh năm 2000 à, thuộc kim mối quan hệ vợ chồng không được hòa hợp cho lắm. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy sinh năm 2012 à, không nên vội tin theo lời của người ngoài. Và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi mão, tuổi thân. Từ vi tuổi tỵ thứ sáu ngày mùng 5 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi tỵ xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi tỵ đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh cho nên bạn tuổi tỵ với đầu óc thông minh và nhanh nhạy có thể đưa ra được những ý tưởng đột phá giúp ích cho sự phát triển của công ty bạn tuổi tỵ bạn đạt được thành công lớn nếu như đang làm trong những lĩnh vực nghiên cứu khoa học nghệ thuật song với bạn tuổi tỵ cần phải chú ý mở rộng mối quan hệ với mọi người, rèn luyện khả năng làm việc nhóm. Bạn không thể làm được tất cả mọi việc nếu chỉ có một mình. Nhiều thời điểm, đồng đội sẽ mang lại cho bạn sự trợ giúp đắc lực nữa. Trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi tỵ lại đang gặp ngày có thủy khắc với họ, bạn mệnh nên quan tâm đến gia đình của mình nhiều hơn, chứ không nên dành hết thời gian cho sự nghiệp hay là sở thích của mình như vậy. Tiền bạc là vật chất ngoài thân, mắt rồi có thể kiếm lại. Nhưng một khi tình cảm đã pha nhạt thì khó có thể bù đắp được. Về tử vi tuổi ất tỵ thuộc họ sinh năm 1965, đạt được thành công lớn trong công việc, nghệ thuật, khoa học, nghiên cứu. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thủy sinh năm 1977 đưa ra được những ý tưởng sáng tạo trong công việc. Từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc sinh năm 1989 rèn luyện khả năng làm việc nhóm, mở rộng mối quan hệ. Từ vi tuổi tân tỵ thuộc kim sinh năm 2001 quan tâm hơn tới gia đình của mình. Từ vi tuổi quý tỵ thuộc thủy sinh năm 1953 không nên dành quá nhiều thời gian cho sở thích. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ Sáu này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Thân. từ vi tuổi ngọ thứ sáu ngày mùng 5 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi ngọ xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi ngọ đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình sông tý ngọ mạo dậu cho nên bạn tuổi ngọ trở nên rất nóng nảy bạn khó có thể giữ được bình tĩnh và không biết cách tiết chế cảm xúc của mình cho nên thường hay có những hành động gây tổn thương hoặc là ác cảm với mọi người xung quanh. Trong các mối quan hệ xã hội, bà Tử Ngọ cũng có thể nhận ra rằng có nhiều đối tượng khác giới quan tâm tới mình, tuy nhiên dường như đa số đều tiếp xúc với bạn với mục đích riêng, vì vậy tốt nhất là với bà Tử Ngọ cần phải chú ý giữ khoảng cách vừa phải với họ. Và xem tử vi ngày thứ sáu này với bà tử ngọ Ngày hôm nay là ngày thích hợp để cho bạn thực hiện mọi việc. Cốt là không nên liên quan tới đất đai. Bạn có thể thực hiện những kế hoạch mà mình đã đặt ra từ trước đó. Không nên lần lữ mà để mất đi cơ hội đáng quý. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc Kim sinh năm 1954 dễ gây ác cảm với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy, sinh năm 1966, không biết tiết chế cảm xúc. Tử vi tuổi mậu ngọ, thuộc họ, sinh năm 1978, nhận được sự chú ý của người khác phái. Tử vi tuổi canh ngọ, thuộc thổ, sinh năm 1990, nên giữ khoảng cách với mọi người. Tử vi tuổi nhâm ngọ, thuộc mộc sinh năm 2002 và 1942 nên thực hiện những công việc đã được lên kế hoạch sẵn từ trước. Về đánh giá của bạn tử ngọ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tuất. Từ vi tuổi mùi thứ sáu ngày mùng 5 tháng 3 năm 2021. Ngày thứ sáu này với bà tuổi mùi, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi mùi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tư hại. Cái điều này gây ra nhiều tác động xấu cho bà tuổi mùi trong ngày hôm nay, đặc biệt là lĩnh vực sự nghiệp với những suy nghĩ, hành động bốc đồng của bạn tuổi mùi có thể khiến cho bạn vô ý đắc tội với kẻ tiểu nhân đang rình rập, chờ đợi cơ hội. Nhiều việc không được như ý muốn có thể xảy ra bất ngờ với bạn nữa. Với những quan điểm không thống nhất cũng khiến cho mối quan hệ giữa bạn tuổi mùi và người thân trở nên không mấy hòa hợp. Và để giải quyết tình trạng này, cả hai người đều cần phải cố gắng thấu hiểu nhau, đồng thời nhường nhịn nửa kia của mình một chút. Với bà tuổi mùi, nếu như có ý định xuất hành đi xa trong ngày hôm nay, bạn mệnh nên đi về những hướng tốt như là hỷ thần hướng chính nam và tài thần hướng chính tây. Đây là hai hướng giúp cho công việc của bạn trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn rất nhiều về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim sinh năm 1955 vô ý đắc tội với kẻ tiểu nhân tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy sinh năm 1967 những điều không như ý muốn có thể xảy ra bất ngờ với bạn tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa sinh năm 1979 vợ chồng có nhiều ý kiến bốc đồng từ vi tuổi tân mùi thuộc thổ sinh năm 1991 đôi bên cần phải cố gắng thấu hiểu nhau hơn tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc sinh năm 2003 cẩn thận với các mối quan hệ xã giao và đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 1 số 9 giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi ngọ, tuổi hợi. Từ vi tuổi thân thứ sáu ngày mùng 5 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi thân, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi thân đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bà tuổi thân với những người trong gia đình vô cùng là hòa hợp bạn luôn dành thời gian để trò chuyện thấu hiểu những suy nghĩ và cảm xúc của nửa kia nhờ thế mà bạn có thể nhanh chóng phát hiện ra những vấn đề xảy ra với cả đôi bên cho dù đã kết hôn hay là chưa, nếu như bạn có ý định hâm nóng tình cảm đôi bên thì bạn mạnh có thể tổ chức những buổi hẹn hòa lãng mạn. Và sau mọi dịp như vậy, chắc chắn bạn sẽ thấy tình cảm gia đình càng thêm phần gắn bó hơn. May mắn là trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi thân cũng đang gặp được ngày có thực thần phù trợ giúp cho bạn mệnh tuổi thân đạt được những khoản thu nhập khá. Nếu như bạn đang làm những ngày nghề tự do kinh doanh buôn bán, chỉ cần bạn mở rộng mối quan hệ của mình thì bạn có thể tìm kiếm được những mối đầu tư rất đáng giá, hứa hẹn trong tương lai sẽ chua bạn được nguồn thu nhập tốt. Về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy sinh năm 2004 và 1944 mối quan hệ vợ chồng hòa hợp. Tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa sinh năm 1956 luôn cố gắng thấu hiểu nửa kia. Tử vi tuổi Mậu thân thuộc thổ sinh năm 1968. À, nên hâm nóng tình cảm gia đình. Tử vi tuổi canh thân thuộc mộc sinh năm 1980 đạt được lợi nhuận trong việc công việc tự do kinh doanh buôn bán. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim sinh năm 1992 mở rộng mối quan hệ để làm việc thêm sẽ tăng thêm lợi nhuận cho mình. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao tài lộc. 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 4, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi dậu, tuổi tuất. Từ vi tuổi giàu thứ sáu ngày mùng 5 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi Dậu, Siêm Tử Vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang có điểm báo, không nên chủ quan trong công việc bởi bạn đang đối đầu với cục diện ngộ hành tứ hình sông, tý ngọ mạo dậu. Nếu như bạn không chú ý, rất có thể những công việc tưởng như đã hoàn thành trong tầm tay sẽ gặp phải trở ngại bất ngờ xảy ra. Với bà tuổi Dậu, bạn có biết? những điều không mong muốn xảy ra với mình, một phần là do bàn tay của kẻ tiểu nhân, do đó bạn mệnh cần phải quan sát hành động của mọi người xung quanh nhiều hơn để phát hiện ra ai là người đang có ý đồ xấu với mình. Và với bà tuổi dậu, dù công việc có gặp phải khó khăn, trở ngại đến đâu đi nữa, bạn cũng không nên giấu ở trong lòng, mà nên chia sẻ tâm sự với nửa kia hoặc là những người mà mình tin tưởng, hai người luôn nghĩ ra nhiều giải pháp hơn một người. Và đây cũng là thời điểm để cho mối quan hệ giữa bạn và mọi người càng thêm phần gần gũi hơn. Về từ vi tuổi ất dậu thuộc Thủy, sinh năm 2005 và 1945, công việc gặp trở ngại bất ngờ từ vi tuổi đinh dậu thuộc Hỏa, sinh năm 1957, chú ý có kẻ ném đá giấu tay, Tử Vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, sinh năm 1969 nên bình tĩnh tìm hướng giải quyết thích hợp. Tử Vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, sinh năm 1981 không nên giấu mọi chuyện ở trong lòng. Tử Vi tuổi Quý Dậu thuộc kim, sinh năm 1993 tâm sự với nửa kia nhiều hơn. Vài đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dậu, tuổi thìn. Từ vi tuổi tốt thứ 6, ngày mùng 5 tháng 3 năm 2021 Vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi tốt. Xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi tốt trong ngày này đang gặp ngày có thổ khắc với thủy, cái điều này cho thấy về mối quan hệ xã giao của bà tuổi tốt trong ngày hôm nay không được tốt đẹp cho lắm. Bạn mệnh có thể nhận ra rằng xung quanh mình có quá nhiều người nịnh bợ, giả tạo, muốn lợi dụng người khác để kiếm lợi ích cho mình, để tránh rắc rối xảy ra thì với bạn tuổi Tuất cần phải giữ khoảng cách với họ. Bạn tuổi Tuất, bạn cũng cần quan tâm nhiều hơn tới gia đình của mình và lắng nghe những suy nghĩ của nửa kia, không nên áp đặt những suy nghĩ của mình và bắt người khác phải nghe theo bởi chưa chắc những quan điểm của bạn đã là đúng đắn. Và trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tuất, bạn cũng đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh, cho thấy rất có thể bạn sẽ gặp phải những rắc rối trong công việc. Bạn có thể cảm thấy mình bị cô lập khi không nhận được sự ủng hộ của bạn bè hoặc là đồng nghiệp. Bạn hãy thử quan sát và suy nghĩ lại xem vì sao lại rơi vào hoàn cảnh như thế này. Vài tử vi tuổi giáp tuất thuộc họ sinh năm 1994. Xung quanh bạn có quá nhiều kẻ giả tạo. Từ vi tuổi bính tuất thuộc thổ sinh năm 2006 và 1946 không nên áp đặt những suy nghĩ cho người khác. Từ vi tuổi mậu tuất thuộc mộc sinh năm 1958 nên lắng nghe những suy nghĩ của nửa kia. Từ vi tuổi canh tuất thuộc kim sinh năm 1970 không nhận được sự đồng tình của mọi người trong công việc. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy sinh năm 1982 hãy suy nghĩ lại những điều mà mình đã làm. Và đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao tài lộc. 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 4, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi thân. Từ vi tuổi hợi thứ sáu ngày mùng 5 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi hợi xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi hợi đang gặp được ngày của tam hội nâng đỡ cho nên bạn tuổi hợi dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa thêm vào đó nhờ bản lĩnh hiền hòa tốt bụng mà bạn tuổi hợi luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi có ai đó gặp phải khó khăn mọi người luôn yêu mến và tôn trọng bạn nữa bạn tuổi hợi bạn mạnh còn có được cơ hội gặp được quý nhân trong ngày hôm nay nếu như bạn đang còn mong lòng với con đường trước mắt thì quý nhân sẽ giúp cho bạn đưa ra những hướng đi phù hợp đồng thời có phương án giải quyết những vấn đề trước mắt nữa Tuy nhiên, ngày này với bà tuổi hợi lại đang gặp ngày có thủy khí vượng. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bà tuổi hợi là cần phải chú ý nhiều hơn tới tình hình sức khỏe của mình. Không nên lơ là những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể chỉ vì công việc quá bận rộn. Việc tập thể dục thể thao là cách rất tốt để bảo vệ sức khỏe cho mình. Về tử vi tuổi ất hợi thuộc họ sinh năm 1995, nhận được sự yêu mến của nhiều người. Từ vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ sinh năm 2007 và 1947, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Từ vi tuổi Kỷ Hợi thuộc Mộc sinh năm 1959, có cơ hội gặp được quý nhân. Từ vi tuổi Tân Hợi thuộc Kim sinh năm 1971, có phương hướng chính xác cho tương lai. Tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy sinh năm 1983 cần phải chú ý tới sức khỏe của mình nhiều hơn. Vài đánh giá của bà tuổi hợi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 3, số 4, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh nước biển, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.